Sự thật, thông tin cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tự tử trong nhà tù. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, cứ nhắc lại đại án Việt Á là nhắc lại về nỗi đau xót thất vọng của Đảng và nhân dân cả nước khi phải chứng kiến hàng loạt những cán bộ cấp cao lần lượt bị gọi tên trong các bản cáo trạng, cúi đầu nhận lỗi trước pháp luật vì đã tham lam vô độ đến mức ăn cả tiền mồ hôi xương máu của nhân dân khi cả nước đang lâm vào cảnh lầm than của dịch bệnh hoành hành. Vụ án này chấn động không chỉ ở quy mô, số lượng cán bộ vi phạm, mà đến cả Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng dính chàm. Và tất nhiên, người có tội thì phải chịu tội. Ông Long đã phải nhận một bản án đúng với những tội trạng của ông. Tuy nhiên, trước đó, trong quá trình vụ án vẫn đang được điều tra, nhiều thành phần phản động đã ra sức rêu rao, bịa đặt rằng Bộ trưởng Long đã tự vẫn trong tù. Điều này là hoàn toàn không chính xác. Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại cuộc họp, phóng viên đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề lúc đó đang được dư luận quan tâm. Điển hình như vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, kit xét nghiệm Việt Á. Bên cạnh đó là thông tin cho rằng ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tự tử. Giải đáp thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cựu Phó C03 Bộ Công an khẳng định, thông tin đồn đoán về ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tự tử là hoàn toàn sai sự thật. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, hai bị can trên đang được giam giữ theo đúng quy định pháp luật và tâm lý của các bị can ổn định, không có chuyện tự tử. Chúng tôi rất bức xúc vì những thông tin này đã ảnh hưởng đến quá trình điều tra, Thiếu tướng Thành nói. Còn vừa qua, trước khi chịu bản án cuối cùng, chiều ngày 8 tháng 1, năm 2024, tiếp tục tại phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án công ty Việt Á, tại phần bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Long, các luật sư gồm Trần Nam Long, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trường Minh bày tỏ đồng tình với bản luận tội mà Viện Kiểm sát đưa ra buổi sáng khi đề nghị cho ông Long được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác. Tại bản luận tội, Viện Kiểm sát cáo buộc ông Long phạm tội có tổ chức giúp công ty Việt Á thu lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng. Vấn đề này, luật sư Trần Nam Long đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại. Vì tuy có đồng phạm nhưng chỉ là giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ. Theo luật sư Trần Nam Long, việc bị cáo Long và các bị cáo làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế làm sai đều nằm trong bối cảnh đặc thù, đòi hỏi phải có cách xử lý chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh ấy, tất cả những người làm công tác y tế, từ lãnh đạo cao nhất đến các cán bộ khác không hề có ý nghĩ gì khác ngoài việc làm sao đất nước sớm chủ động được ký test để phục vụ yêu cầu khẩn cấp của thực tiễn. Bối cảnh ấy chính là hoàn cảnh lịch sử dẫn tới các hành vi sai phạm của thân chủ tôi. Luật sư Long nêu vấn đề. Theo nhóm luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Long, việc cáo buộc ông Long sai phạm trong quá trình cấp phép chính thức ký test thì cần phải nhìn nhận khách quan rằng công ty Việt Á không phải là đơn vị duy nhất được cấp phép ký test chẩn đoán. Trong giai đoạn này còn có ký test của công ty Sao Thái Dương. Luật sư Long dẫn chứng để thấy cùng thời điểm đó, thân chủ của mình không hề ưu ái cho công ty Việt Á và không liên quan trực tiếp tới ông Nguyễn Thanh Long. Thân chủ tôi với tư cách là người đứng đầu ngành y tế đã nhận trách nhiệm của mình đối với các sai phạm của bản thân và của Bộ Y tế liên quan đến vụ việc. Dù cho những sai phạm này xảy ra là cố ý, vô ý hay do hoàn cảnh, bối cảnh gây ra. Luật sư Trần Nam Long cho biết và nói rằng, nêu ra vấn đề này để giải bày phần nào những khó khăn áp lực mà ông Nguyễn Thanh Long đã gánh chịu trong suốt thời gian dài chiến đấu với dịch bệnh. Luật sư cho rằng, từ đầu năm 2020 đến hết năm 2021, gia đình ông Nguyễn Thanh Long hầu như không biết đến niềm vui sum họp. Ông Long không hề có một phút để dành cho gia đình. Nhóm luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Long cũng cho biết,
trong khi đất nước đi ra khỏi dịch bệnh với thiệt hại tối thiểu, cả nước trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, thì cũng là lúc kẻ thù giấu mặt đã đánh những cú tàn khốc lên cơ thể thân chủ của tôi. Trước dịch bệnh, gia đình có một giáo sư Long khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực và nhiệt huyết, thì sau khi dịch bệnh, gia đình nhận lại một bị cáo Long mắc nhiều bệnh hiểm nghèo. Theo thông tin từ các luật sư, hiện ông Nguyễn Thanh Long mất hầu như hết thị lực của mắt trái do chứng bệnh. Do chứng bệnh, bong đáy võng mạc vì không được chữa trị kịp thời do sang chấn tâm lý và nhiều đêm mất ngủ trong thời gian chống dịch. Bên cạnh đó, theo luật sư, ông Long có thể đột tử bất cứ lúc nào vì những rối loạn chứng ngưng thở khi ngủ. Trong trại tạm giam phải dùng máy thở. Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966 tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trước khi bị bắt, ông Nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1438 bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trưởng Tiểu ban Y tế. Ngày 11 tháng 12 năm 2021, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho ông Nguyễn Thanh Long kiêm trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Từ một cán bộ cấp cao trở thành tội phạm tham nhũng bị truy tố trách nhiệm hình sự và bị khai trừ ra khỏi đảng khi bị ma lực của đồng tiền bẩn trấn áp. Ngày 6 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã triệu tập kỳ họp bất thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Thanh Long. Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Quốc hội với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 6 tháng từ khi bị bắt, trong đại án Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á quen biết với Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của bị can Long từ năm 2017. Khi Việt Á được tham gia phối hợp nghiên cứu, đề tài của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phan Quốc Việt đến gặp nhờ bị can Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Huỳnh giúp đỡ để công ty được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành sản xuất, tiêu thụ kit xét nghiệm và được đồng ý. Nguyễn Thanh Long giao cho Nguyễn Huỳnh, khi đó là Phó trưởng Phòng Quản lý Giá, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế làm đầu mối liên hệ để giúp công ty Việt Á, trực tiếp can thiệp và chỉ đạo Nguyễn Huỳnh, can thiệp, tác động để giúp công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá với giá đã bị nâng khống, không bị rút đăng ký lưu hành sau kiểm tra giá hiệp thương, phân bổ, thanh toán tiền kit xét nghiệm, tiêu thụ kit xét nghiệm trái quy định của pháp luật, giúp công ty Việt Á biến kit xét nghiệm là sản phẩm đề tài thuộc sở hữu nhà nước thành sản phẩm của doanh nghiệp này, được sản xuất, bán thương mại trái phép, thu lời bất chính đặc biệt lớn. Cụ thể thứ nhất, theo Viện Kiểm sát, bị can Long chỉ đạo Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế,
đơn vị đầu mối cấp số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế để tạo điều kiện tiếp nhận, kiểm tra, đề xuất cấp số đăng ký lưu hành cho kit xét nghiệm của công ty Việt Á, giao cho Nguyễn Huỳnh tổng hợp thông tin, tài liệu về kit xét nghiệm của công ty Việt Á và tiếp tục đôn đốc thúc đẩy Nguyễn Minh Tuấn khẩn trương thực hiện cấp số đăng ký lưu hành cho kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Sai phạm thứ hai thể hiện ở việc bị can Long chỉ đạo Nguyễn Minh Tuấn trình Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành tạm thời kit xét nghiệm COVID-19 cho công ty Việt Á, mặc dù đã được cấp dưới báo cáo trực tiếp và email về sai phạm trong việc cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho doanh nghiệp này. Mặt khác, khi Việt Á đề nghị cấp số lưu hành chính thức, bị can Tuấn tiếp tục báo cáo với bị can Long về việc công ty vẫn chưa phải là đối tượng để cấp số lưu hành. Song bị can Long vẫn chỉ đạo bị can Tuấn đề xuất cấp số đăng ký lưu hành chính thức đối với kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Sai phạm thứ ba ở việc bị can Long còn ký quyết định giao cho Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, và Nguyễn Minh Tuấn, đại diện Bộ Y tế thực hiện hiệp thương giá kit xét nghiệm với công ty Việt Á. Khi hiệp thương giá, Nguyễn Nam Liên đã báo cáo và Nguyễn Thanh Long đồng ý về việc đại diện Bộ Y tế xác định giá hiệp thương kit xét nghiệm là 470.000 đồng trên một test, không có căn cứ, giá đã bị Phan Quốc Việt nâng khống. Thứ tư, khi kiểm tra giá hiệp thương, mặc dù được đoàn kiểm tra báo cáo sai phạm về nguyên vật liệu sản xuất kit xét nghiệm của công ty Việt Á, có ý kiến đề nghị rút số đăng ký lưu hành, nhưng Nguyễn Thanh Long không chỉ đạo xử lý, ban hành kết luận kiểm tra rút số đăng ký lưu hành, đến nay không ra kết luận điều tra. Để từ đó công ty Việt Á tiếp tục sử dụng giá hiệp thương với Bộ Y tế đã bị nâng khống để bán cho các đơn vị địa phương thu lợi bất chính. Ở sai phạm thứ 5, thể hiện việc bị can Long tác động để Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ, huy động nguồn tài trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần để thanh toán tiền mua 200.000 kit xét nghiệm cho Việt Á và chỉ đạo Nguyễn Nam Liên sử dụng nguồn tiền trên để thanh toán tiền cho doanh nghiệp này. Thứ 6, bị can còn chỉ đạo Bộ Y tế phân bố 200.000 kit xét nghiệm cho các đơn vị địa phương trên cả nước, nên các đơn vị cơ sở y tế biết kit xét nghiệm của công ty Việt Á là sản phẩm chủ lực được Bộ sử dụng trong phòng chống dịch và sẽ liên hệ mua khi có nhu cầu. Sau đó giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, một số tỉnh, thành phố để công ty Việt Á tiêu thụ, bán kit xét nghiệm COVID-19. Việc nhận tiền từ Việt Á, Viện Kiểm sát cho rằng, hai bị can Long Huỳnh đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật theo đề nghị của Phan Quốc Việt, giúp công ty xuyên suốt từ việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương, phân bổ, thanh toán tiền, sản xuất và tiêu thụ kit xét nghiệm, gây thiệt hại số tiền hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó nhà nước bị thiệt hại 402 tỷ. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định là người nhận nhiều tiền nhất trong vụ án Việt Á với 2,25 triệu USD, tương đương với hơn 51 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 kết luận điều tra đại án liên quan đến công ty Việt Á. Theo đó, bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Việt Á, thông qua nhiều mối quan hệ đã hô biến kit test COVID-19 từ sở hữu nhà nước, Học viện Quân y thành sở hữu của Việt Á. Sau đó, Phan Quốc Việt thực hiện hành vi lót tay, bôi trơn, đưa hoa hồng cho nhiều quan chức để trúng thầu nhiều gói kit test lớn. Giá kit test bị nâng khống từ 143.000 đồng lên tới 470.000 đồng trên một kit test. Điều này khiến cho nhiều người dân bị thiệt hại. Cơ quan điều tra xác định, Phan Quốc Việt đã đưa 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng cho một số bị can, cụ thể như sau. Bị can Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 2,25 triệu USD, tương đương với hơn 51 tỷ đồng. Bị can Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương nhận hối lộ 27 tỷ đồng. Bị can Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận hối lộ 350.000 USD, tương đương với hơn 7 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Minh Tuấn, nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế nhận hối lộ 300.000 USD, tương đương với hơn 6,9 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Huỳnh, cựu phó trưởng Phòng Quản lý Giá thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, nguyên thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận hối lộ hơn 53,9 tỷ đồng.
trong đó bị can đã chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long hơn 49,9 tỷ đồng và giữ lại cho cá nhân 4 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, nhận hối lộ 100.000 USD, tương đương hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, trong vụ án này, thì cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định nhận số tiền bất chính lớn nhất, hơn 51 tỷ đồng. Số tiền này phần lớn được nhận từ Phan Quốc Việt thông qua ông Nguyễn Huỳnh. Cơ quan điều tra xác định, ông Long và thư ký của mình là Nguyễn Huỳnh đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit test COVID-19, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương trái quy định của pháp luật. Không có căn cứ để công ty Việt Á tổ chức sản xuất, tiêu thụ kit test theo đơn giá mà ông Việt nâng khống, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn. Tại phần lời khai của mình, ông Nguyễn Thanh Long cho biết, gặp Phan Quốc Việt năm 2017 tại lễ khai trương trạm y tế DHA là trạm y tế xã hội hóa đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Việt đã nhờ Nguyễn Thanh Long giúp đỡ trong việc tiếp nhận, kiểm định, cấp số lưu hành cho sản phẩm kit test COVID-19 của Việt Á. Bản thân ông Long cũng khai nhận đã 4 lần nhận tổng cộng 2,25 triệu đô từ Phan Quốc Việt là phù hợp với các chứng cứ vật chất và lời khai của bị cáo khác. Với cáo buộc nhận 2,25 triệu USD từ Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phải nhận mức án 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo quan điểm luận tội trước đó của đại diện Viện Kiểm sát, với cương vị là người đứng đầu ngành y tế, trong khi dịch bệnh đang bùng phát, chính phủ nhân dân đang gồng mình chống dịch, bị cáo Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, chỉ đạo tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền, giúp công ty Việt Á xuyên suốt từ quá trình cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, chính thức cho test xét nghiệm trái quy định của pháp luật, biến test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu nhà nước thành sở hữu của công ty Việt Á. Ông Nguyễn Thanh Long còn giới thiệu Việt Á với các lãnh đạo tỉnh, thành phố để bán thương mại test xét nghiệm COVID-19, giúp công ty này thu lời bất chính, gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại nhà nước là hơn 402 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định, quá trình giúp đỡ Việt Á, ông Nguyễn Thanh Long gợi ý và được Phan Quốc Việt đưa 4 lần tổng số 2,25 triệu USD, tương đương với hơn 51 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và suy giảm niềm tin trong nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Hành vi của bị cáo còn là tiền đề, điều kiện để giúp Chủ tịch Việt Á thực hiện chuỗi hành vi sai phạm và là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sai phạm của các cơ quan quản lý cấp dưới, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Ngân sách nhà nước thiếu hụt do phải chi cho việc ngăn ngừa và giảm bớt tác hại của dịch bệnh. Với quan điểm nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long mức án 19 đến 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Long, luật sư mong hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét tới 3 vấn đề để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Thứ nhất, việc ông Long và các bị cáo làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế làm sai đều nằm trong bối cảnh đặc thù, đòi hỏi phải có cách xử lý chưa từng có tiền lệ. Thứ hai, căn cứ bối cảnh, thời gian nhận tiền, có cơ sở nhận định rằng bị cáo Nguyễn Thanh Long không có hành vi đòi hỏi, gợi ý hay yêu cầu. Thứ ba, cần đánh giá đầy đủ về nhân thân, những cống hiến của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế trong suốt quá trình công tác, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi xem xét trách nhiệm hình sự. Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản án đưa ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 37 bị cáo trong đại án Việt Á. Tòa án cáo buộc cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ số tiền cao nhất trong các bị cáo, số tiền lên tới 2,25 triệu USD nên tuyên phạt ông Long 18 năm tù. Tại phiên tòa xét xử vụ Việt Á, sau khi được quyền nói lời sau cùng, các bị cáo bày tỏ sự ân hận, đau xót, nuối tiếc vì phải mất vài chục năm cống hiến, gây dựng sự nghiệp, tạo hình ảnh tốt đẹp, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đã tan biến. Hôm mở phiên xét xử 38 bị cáo trong vụ Việt Á, ông Nguyễn Thanh Long,
cựu Bộ trưởng Bộ Y tế được cảnh sát tư pháp dẫn giải từ xe chở phạm nhân vào Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trong vòng vây của ống kính phóng viên. Ông Nguyễn Thanh Long xuất hiện với tấm khăn nhỏ được khéo léo vắt trên tay, che đi chiếc còng số 8, như thể che đi nỗi hổ thẹn vì những sai phạm đã gây ra. Phiên tòa xét xử vụ Việt Á tới phần 38 bị cáo được quyền nói lời sau cùng. Trong số các bị cáo, có những người trước đây từng giữ cương vị cao trong xã hội, nhiều lần phát biểu trước đông người, trước báo chí. Lần này cũng là đứng trước nhiều người, trước báo chí, nhưng lời nói của họ giờ đây chỉ còn toàn những cay đắng, xót xa, ân hận. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo cho rằng họ đã phải mất vài chục năm cống hiến gây dựng sự nghiệp, tạo hình ảnh tốt đẹp với gia đình, cơ quan, xã hội, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đã tan biến. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói rất ân hận, đau khổ, xót xa khi bản thân đã đánh đổ tất cả những gì học tập, rèn luyện, giữ gìn trong suốt 30 năm qua. Bị cáo thấy vô cùng có lỗi với gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Được quyền nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long gửi lời cảm ơn đến Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa, gửi lời cảm ơn đến các giáo sư, đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bằng giọng đầy xúc động, bị cáo Nguyễn Thanh Long nói rằng, có vị giáo sư tuổi đã cao, là thầy của bị cáo, khi nghe tin bị cáo bị bắt đã khóc suốt. Ông Nguyễn Thanh Long cũng bày tỏ sự ân hận, xót xa, đau khổ vì những sai phạm mà mình đã gây ra. Bị cáo có lỗi với gia đình, với đồng nghiệp, có lỗi với nhân viên ngành y tế. Bị cáo xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả. Bị cáo thành thật xin lỗi. Lời ân hận của cựu bộ trưởng. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh Long trình bày, thời gian chống dịch rất khó khăn, cam go nhất trong lịch sử ngành y tế. Các đồng nghiệp và cả bị cáo đều đã tận tâm, cố gắng hết sức để chống dịch. Bản thân bị cáo chưa bao giờ được phút ngơi nghỉ, luôn suy nghĩ làm cách nào để giữ vững hệ thống y tế. Bị cáo rất đau xót, hối hận và mong hội đồng xét xử có cách nhìn khoan hồng cho bị cáo và các bác sĩ, nhân viên ngành y tế có sai phạm trong vụ án này. Bị cáo Nguyễn Thanh Long xin được hưởng lượng khoan hồng để sớm được về với gia đình trong những ngày còn lại ít ỏi của cuộc đời. Theo đại diện Viện Kiểm sát, vụ Việt Á chính là một điển hình cho lợi ích nhóm và thông đồng cấu kết tham nhũng có hệ thống. Tại phiên tòa xét xử đã có những tranh cãi về số tiền mà một vị cựu quan chức nhận từ Phan Quốc Việt. Trong những năm qua, với quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh mẽ. Việc phát hiện xử lý các vụ án về tham nhũng kinh tế được thực hiện đồng bộ, triệt để, không có vùng cấm, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Nhiều vụ án có quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp bị phát hiện, nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý về hình sự. Trong số đó, nhiều vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng, chức vụ được phát hiện. Xử lý đã chứng minh, làm rõ sự cấu kết, thông đồng của các đối tượng thể hiện lợi ích nhóm. Vụ Việt Á chính là một điển hình cho lợi ích nhóm và thông đồng cấu kết tham nhũng có hệ thống. Theo đại diện của Viện Kiểm sát, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng, sức khỏe của người dân, Đảng, Chính phủ và toàn dân phải nỗ lực gồng mình để chống chọi, hạn chế lây lan và ngăn ngừa dịch bệnh, thì một bộ phận lãnh đạo cấp cao tại các bộ ngành trung ương và địa phương đã cấu kết thông đồng với doanh nghiệp lợi dụng tình hình dịch bệnh để hưởng lợi ích nhóm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Việc này còn xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức và cá nhân, làm cho một bộ phận cán bộ công chức bị thoái hóa biến chất, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đại diện Viện Kiểm sát chỉ ra rằng, các bị cáo trong vụ án này đã giúp công ty Việt Á được phối hợp tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về test xét nghiệm COVID-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện chủ sở hữu. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo thực hiện chuỗi hành vi sai phạm,
biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của đề tài thuộc sở hữu của nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty Việt Á, sản xuất, bán thương mại trái phép trên cả nước với mức giá đã được nâng khống, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Hồi kết buồn của ông Nguyễn Thanh Long khi từng đau lòng về vụ Việt Á, cả một sự nghiệp vẻ vang cuộc đời nay phải khép lại với chiếc còng số 8 trên tay. Nhìn lại 19 tháng giữ vai trò tư lệnh ngành y tế, ông Long đã có nhiều phát ngôn đáng chú ý liên quan đến công tác phòng chống dịch, vụ Việt Á và các vụ việc sai phạm trong ngành y tế. Trong chương trình làm việc của Quốc hội, tại phiên thảo luận tổ về dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, ông Nguyễn Thanh Long thừa nhận thời gian qua xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến xã hội hóa y tế. Bấy lâu nay, vấn đề xã hội hóa đối với y tế bị sai phạm rất nhiều, nên chúng tôi đang xây dựng nghị định liên doanh, liên kết xã hội hóa trong lĩnh vực y tế để trình sớm với chính phủ, ông Long nói. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương vào ngày 5 tháng 1, ông Nguyễn Thanh Long khẳng định những vi phạm sai sót xảy ra vừa qua là rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh, nhưng không làm phai mờ những nỗ lực đóng góp, cống hiến đêm ngày cũng như sự hy sinh của đội ngũ thầy thuốc, các y bác sĩ, các cán bộ, nhân viên ngành y tế trong cuộc chiến với dịch COVID-19 suốt thời gian qua và cả trong thời gian sắp tới. Tiếp đến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đầu tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Thanh Long với tư cách Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký báo cáo gửi Quốc hội về tình hình phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc ứng phó với biến thể Omicron, việc lãnh đạo chỉ đạo xử lý, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác phòng chống dịch, trong đó báo cáo rõ về các vấn đề có liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trong báo cáo này nêu rõ, vi phạm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tiến hành điều tra và khởi tố các cá nhân vi phạm. Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi. Có cá nhân đã vi phạm các quy định trong tổ chức, thực hiện mua sắm, đấu thầu và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Báo cáo cũng cho biết, vụ án đã được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi. Thủ tướng Chính phủ đã có các văn bản chỉ đạo khẩn trương, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính. Trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, đại biểu Quốc hội nêu tình trạng hàng loạt cán bộ y tế vướng lao lý khi sai phạm trong đấu thầu và mua bán thuốc. Ông Nguyễn Thanh Long cho rằng đây là những vụ việc hết sức đau lòng. Mặc dù các quy định về đấu thầu đã có nhưng vẫn có vi phạm, tham ô, tham nhũng. Chúng tôi lên án, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đúng pháp luật. Ông có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bác sĩ đa khoa, học hàm, học vị, giáo sư, tiến sĩ. Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế từ ngày 12 tháng 11 năm 2020. Tính đến trước khi bị bắt, ông Long đã ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Y tế gần 19 tháng. Tại Đại hội Đảng 13 tháng 1 năm 2021, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 5 năm 2021, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 vào tháng 7 năm 2021, ông tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 12 năm 2021, Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Long giữ thêm chức trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Trước khi giữ chức Bộ trưởng Y tế, ông làm quyền Bộ trưởng Y tế trong 4 tháng. Ông Long đã có 8 năm làm Thứ trưởng Bộ Y tế, nhưng không liên tục. Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 10 năm 2018, và tháng 10 năm 2018 đến tháng 1 năm 2020 và hơn một năm làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2020. Trước đó ông có thời gian dài gắn bó với Bộ Y tế, từ chuyên viên vụ y tế dự phòng, ông trưởng thành và trải qua nhiều vị trí, trưởng phòng kiểm soát và phòng chống HIV/AIDS, phó cục trưởng, rồi lên cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam.
Đáng tiếc thay khi trước đây, ông Nguyễn Thanh Long đều được cử tri nhất trí tín nhiệm, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa 15. Tin tưởng ông tiếp tục sẽ có nhiều cống hiến đóng góp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa ngành y tế nước ta phát triển hơn nữa. Ông Nguyễn Thanh Long cũng là người có trình độ học vấn cao, có tầm nhìn chiến lược. Trải qua nhiều cương vị công tác, ông Nguyễn Thanh Long luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho ngành y tế nói riêng và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân nói chung. Đặc biệt thời gian trước, ông đã cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khống chế thành công nhiều đợt dịch. Những nỗ lực cố gắng của cá nhân ông cùng với chính phủ, chính quyền các cấp và hệ thống y tế từ trung ương tới địa phương trong phòng chống dịch COVID-19 đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp, không chỉ trong lòng nhân dân thủ đô, nhân dân cả nước mà còn được các quốc gia trên thế giới đánh giá cao. Ông Nguyễn Thanh Long không chỉ có nhiều cống hiến cho Đảng, Nhà nước, chính phủ, cho ngành y tế mà còn luôn tạo điều kiện và ủng hộ hết mình trong các phong trào của địa bàn dân cư, tổ dân phố, luôn đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ. Ông và gia đình cũng luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú, tích cực tham gia các phong trào thi đua do chi bộ, tổ dân phố phát động, xây dựng nếp sống văn minh. Chính ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã rất nhiều lần nhấn mạnh ý thức được vai trò tầm quan trọng của sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân. Vì thế trong lãnh đạo chỉ đạo ngành, Bộ trưởng luôn nhấn mạnh tinh thần coi dân làm gốc, trọng dân vì dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Ấy vậy mà chỉ vì sự tha hóa của quyền lực, sự dìu dắt của những đồng tiền ma mà ông đã phải trả một cái giá quá đắt đỏ. Một bài học đắt giá mà ông nhận được, nhưng có lẽ những ngày tháng còn lại của cuộc đời, ông sẽ phải sống trong ăn năn, hối lỗi rất nhiều. Và trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lì Xì. Tết sát bên hông mà nhà buồn hiu, mới chỉ có mớ kiệu vụn, mán lặt sẵn, phơi trắng nõn, chờ ngày vô keo nằm ủ giấm đường. Ba đâm quạo, má coi bộ không lo, bình thản ngồi xếp lại quần áo cũ cho gọn nhà trong tiếng cằn nhằn của ba. Bạn má qua chơi, khoe đi giặt đồ mướn, được người ta lì xì 500 ngàn đồng. Đâu phải nhiều thôi, người ta còn cho trái cây cúng về ăn nữa. Bom, lê, quýt đường nè, có nho mỹ nữa, toàn đồ ngon, má nghe chỉ tủm tỉm cười. Bà lão chung nhà trọ tạt vô, cười hơ hớ, hỏi ăn Tết lớn không? Chủ chắc lì xì nhiều dữ hè, chỗ tao giới thiệu mà. Bà còn thông thêm câu chắc nịch, con nhỏ làm chỗ đó năm ngoái, được lì xì tới 700-800 lận. Má nghe mà lòng như cây mai tước lá trễ đã kịp xà nụ, người nhẹ hững dù buổi sáng tay chân còn rã rời. Bao lì xì đỏ chói chủ đưa hồi trưa đang nằm yên trên đầu tù chờ được mở, ngày 29 tháng chạp rồi. Có ai hay mấy tuần trước, ngày nào má cũng trằn trọc, nằm vắt tay lên che hai con mắt rưng rưng, cho thằng con út hay thức khuya đừng biết má buồn. Không buồn sao được, khi mà nhà nhà rộn ràng đón xuân, mà nhà mình trống không, chỉ có gió bấc thỏa thích, ùa vào lạnh ngắt. Nhìn cái bao lì xì dày cộp, má thấy hai bàn tay có những vết chảy của mình không là gì hết. Cực khổ cũng đáng. Phải vậy rồi, người ta việc nhẹ. Đi trễ về sớm, còn được chủ đối đãi đàng hoàng. Má đi sớm mà toàn về trễ, việc cực phải được lì xì nhiều hơn chứ. Bữa làm việc nhà xong, chủ kêu ở lại, cột bì vô thính, để chủ đem đi bán lẻ cho mấy người bán cơm bì. Má đã tính cự. Hồi đầu đâu có dao kèo vậy, mà chủ hứa Tết lì xì thêm. Má nhớ cái áo rách của thằng con nên gật đầu. Thấy má cột nhanh, chủ đổ thêm bì. Thêm một chút từ từ thành một đống. Má cột đâu có kịp. Ba thất nghiệp chạy qua cột phụ, má mới được về sớm. Sớm tức là trễ hơn giờ giao kèo lúc trước một tiếng. Nhiều lúc dây thun cứa xước tay, má cũng cắn răng làm. Má nghĩ mình chịu cực nhiều rồi, nhiều đầy thấm thía gì. Tới lúc giặt đồ, những ngón tay của má gặp nước xà bông, nhói lên buốt răng, má mới buột miệng than. Thằng hai nghe, kêu để mua cho má đôi bao tay giặt đồ.
má đâu có chịu. Má kêu đeo bao tay khó cầm nắm, giặt lại không sạch. Mà má có việc cũng nhờ làm ăn sạch sẽ đàng hoàng. Thằng út nhìn bàn tay sưng phồng của má, kêu để mua kem dưỡng tay về cho má sức. Má nạt ngang, biểu tiền để học, mua tào lao uổng. Thằng hai kêu hay là kiếm việc khác làm má ơi, tiền ít chút nhưng đỡ cực. Má lắc đầu, giờ mới kiếm việc mới thì Tết người ta đâu có lì xì. Chỗ này làm cũng lâu, ráng qua Tết mới nghỉ được. Bà lão giới thiệu cho má đi làm, nói ráng chịu cực, chủ lì xì bộn lắm. Ba chửi má ngu, bị người ta đày mà cứ cắm đầu làm. Chắc ba chưa hay nhà năm nay, nồi thịt kho ăn Tết còn chưa chắc có. Mà ba thì nói vậy, chưa lúc qua phụ má cột bì cho chủ cũng dạ dạ vâng vâng với người ta, chứ đâu lớn tiếng như ở nhà. Càng cận Tết thì việc càng nhiều. Nhà chủ bên thì muốn má lo việc bếp núc giặt giũ, quét dọn trước, bên thì đòi má lo cột bì cho nhanh. Chắc nghĩ ngày 24 tiếng, có tính nhức óc, cũng không ra thêm tiếng thứ 25, nhà chủ tự bàn với nhau, sáng má làm chuyện nhà, chiều cột bì, ba vẫn qua phụ. Quen tay nên ba má cột nhanh gấp mấy lần chủ. Chủ đi ngang, mắt ánh nét vui mà vẫn buông được câu hờn mát. Cột cỡ đó cũng còn chậm hơn tôi à? Họ muốn nhanh nữa, bì đang bán được lắm. Đợt đó chủ mua nhầm dây thun cứng quá, tay má lúc nào cũng đỏ vì những căng kéo chỉ miết. Má như cây lúa hạn bà tràn cố ngóc đầu chờ mưa. Má hứa chắc ăn qua Tết, sắm cho thằng út cái áo trắng liền, sắm cho thằng hai cái áo xanh mặc đi làm cho coi được với người ta, cho ba cái áo đỏ. Ba kêu năm nay hợp với màu đỏ, kỵ đen, xanh, vàng, nên mấy cái áo màu đó dù mới cũng xếp bỏ vô tủ, chờ khi nào hết kỵ. Nghĩ tới đó, làm kiểu gì má cũng không thấy mệt. Má nhớ lúc chủ đưa cái phong đỏ, kêu lì xì cho chị lấy hên, má mừng thiếu điều, muốn vái chủ như vái thần tài. Má nhìn lên đầu tủ chỗ để cái bao, đầu đã tưởng tượng về những cái áo định mua. Má đi chợ ngó kỹ chỗ bán rồi. Má nén hồi hộp mở bao, những ngón tay dần giật, nước mắt má rớt những giọt lớn. Một xấp tờ 2.000 đồng lòi ra như cười cợt người mơ mộng. Nghĩ tới thùng gạo cạn đáy, má hớt hải chạy đi xin thêm tiền ba làm phụ. Chủ ngoe nguẩy bước vô nhà, đóng sập cửa, bỏ má ở ngoài sân. Má kịp nghe câu, ủa đâu có mượn qua làm tiếp mà phải trả thêm. Tới đó thì tai đã ù rồi, bao lì xì trong tay má bị bóp chặt, nhăn nhúm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.